Chào mừng quý vị đến với bản tin ngày 9 tháng 6 của HCT và sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đầu tiên là bản tin kim loại về tin tức vĩ mô. Thị trường kim loại quý hôm qua có phiên diễn biến trái chiều, bạch kim tiếp tục duy trì đà giảm, trong khi đó bạc và đồng bật tăng mạnh, với bạc tăng lên mức cao nhất trong một tháng. Sự sụt giảm của đồng đô cùng với lợi suất trái phiếu đã hỗ trợ cho giá kim loại. Chỉ số DXY hôm qua giảm 0,72%, xuống mức thấp nhất trong 2 tuần. Đồng đô giảm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần của Mỹ tăng 28.000 lên mức cao nhất trong 19 tháng là 261.000, cho thấy thị trường lao động yếu hơn so với kỳ vọng là 235.000. Về tin tức kim loại, một lệnh đình chỉ công việc của Tòa án Môi trường Chile vào thứ Năm sẽ ngăn cản công ty khai thác mỏ Lundin của Canada mở tại mỏ đồng Anska vốn đã bị đóng cửa gần một năm trước sau khi một hố tử thần mở ra trong một mỏ đồng. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 giảm nhanh hơn nhiều so với dự kiến, trong khi nhập khẩu kéo dài đà giảm, cùng triển vọng ảm đạm đối với nhu cầu toàn cầu, đặc biệt là từ các thị trường phát triển, làm dấy lên nghi ngờ về sự phục hồi kinh tế mong manh. Nhu cầu đối với nguyên liệu thô nhìn chung suy yếu do nhập khẩu than giảm từ mức cao nhất trong 15 tháng đạt được vào tháng 3, trong bối cảnh nhu cầu giảm từ ngành điện và thép. Nhập khẩu đồng giảm 4,6% trong tháng 5 so với một năm trước. Về dự trữ kim loại, dự trữ đồng tại các kho sàn giảm 650 tấn, trong khi dự trữ trên sàn Thượng Hải giảm mạnh gần 5.000 tấn. Dự trữ nhôm trên sàn EMI chưa cập nhật dữ liệu mới nhất. Tiếp theo là bản tin năng lượng. Về báo cáo tồn kho khí tự nhiên, Báo cáo kết thúc ngày 2 tháng 6 cho thấy khí hoạt động trong kho là 2.550 tỷ phích khối tính đến thứ Sáu. Điều này thể hiện mức tăng rộng 104 tỷ phích khối so với tuần trước, dự trữ cao hơn 562 tỷ phích khối so với năm ngoái vào thời điểm này và cao hơn 353 tỷ phích khối so với mức trung bình 5 năm là 2.197 tỷ phích khối. Ở mức 2.550 tỷ phích khối, tổng lượng khí hoạt động nằm trong phạm vi lịch sử 5 năm. Tổng hợp tin tức về năng lượng Dầu hướng tới tuần giảm thứ hai do lo ngại về nhu cầu quay trở lại, dập tắt mức tăng do cam kết đơn phương cắt giảm sản lượng của Ả Rập Saudi. Dầu WTI đã giảm xuống gần 71 đô một thùng và giảm khoảng 1% trong tuần này. Sự lạc quan về động thái giảm sản lượng ít nhất 1 triệu thùng trên ngày của Riyadh đã nhanh chóng bị thay thế bằng triển vọng tiêu dùng ngày càng xấu đi. Các báo cáo trên các phương tiện truyền thông Trung Đông, bao gồm cả tờ báo Harris của Israel, rằng Mỹ và Iran đã đạt được tiến độ trong các cuộc đàm phán hạt nhân, có thể dẫn đến nhiều nguồn cung hơn từ Cộng hòa Hồi giáo, đã giúp đẩy giá dầu thô giảm 1,7% vào thứ Năm. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết các báo cáo về một thỏa thuận tạm thời là sai sự thật. Giá dầu chuẩn của Mỹ đã giảm khoảng 15% so với mức cao nhất vào giữa tháng 4, do các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của Trung Quốc đang bị đình trệ và Mỹ sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Xuất khẩu dầu thô của Nga cũng phục hồi tốt hơn dự đoán, bổ sung vào nguồn cung. Vivek giám đốc nghiên cứu hàng hóa khai thác và năng lượng tại Commonwealth Bank of Australia cho biết, giá dầu giảm kể từ cuộc họp của OPEC Cộng có thể phản ánh nỗi lo tăng trưởng toàn cầu và lo ngại về nhu cầu dầu mỏ. Tuy nhiên, việc cắt giảm của Saudi có khả năng khiến thị trường dầu rơi vào tình trạng thiếu hụt vào cuối năm nay. Cuối cùng là bản tin nông sản về tin tức nông sản chung. Giá ngô kỳ hạn tại Chicago giảm hơn 1% vào thứ năm và đầu tư giảm lần đầu tiên trong 3 phiên do dự báo mưa ở trung tây Hoa Kỳ làm giảm bớt lo ngại về thời tiết khô hạn. Lúa mì mất giá nhiều hơn, giao dịch gần mức thấp nhất trong một tuần do thiếu nhu cầu đối với nguồn cung của Hoa Kỳ đã gây áp lực lên giá. Về diễn biến nông sản của các quốc gia, vụ thu hoạch đầu tương hiện tại của Argentina sắp hoàn thành với tổng sản lượng dự kiến chỉ đạt 21 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với sản lượng những năm trước đối với vụ thu hoạch chính của đất nước Điện Kremlin cho biết hôm thứ Năm rằng sẽ có một tác động tiêu cực đối với số phận của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do một vụ nổ làm hư hại một đường ống được sử dụng để xuất khẩu ammoniac của Nga qua Ukraine mà Moscow muốn khởi động lại. Ủy ban lãnh đạo thức ăn chăn nuôi của Hàn Quốc FLC đã mua khoảng 65.000 tấn ngô thức ăn chăn nuôi trong một thỏa thuận tư nhân. Tập đoàn nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn của Hàn Quốc MFG đã mua ước tính 132.000 tấn ngô thức ăn chăn nuôi dự kiến, có nguồn gốc từ Nam Mỹ trong một thỏa thuận tư nhân. Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu của Hàn Quốc No Health Fit đã mua ước tính 66.000 tấn ngô làm thức ăn chăn nuôi trong một cuộc đấu thầu quốc tế với số lượng lên tới 138.000 tấn. Ấn Độ có 57% lượng mưa dưới mức trung bình trong tuần đầu tiên của tháng 6. Ấn Độ nhận được lượng mưa thấp hơn 57% so với mức trung bình trong tuần đầu tiên của tháng 6, dữ liệu của văn phòng thời tiết cho thấy hôm thứ Tư, sau khi gió mùa bắt đầu trên bờ biển phía nam của nước này bị trì hoãn do một sự hình thành của một cơn bão. Cục Khí tượng Ấn Độ IMD cho biết trong tuần, tính đến ngày 7 tháng 6, Ấn Độ đã nhận được lượng mưa 9,9mm so với mức bình thường là 23,1mm. Gió mùa, huyết mạch của nền kinh tế trị giá 3.000 tỷ đô của đất nước, cung cấp gần 70% lượng mưa mà Ấn Độ cần để tưới cho các trang trại, cũng như nạp lại các hồ chứa và tầng ngầm nước. Gần một nửa diện tích đất nông nghiệp của Ấn Độ không có bất kỳ hệ thống tưới tiêu nào phụ thuộc vào những cơn mưa từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm để gieo một số loại cây trồng. Văn phòng thời tiết của Ấn Độ đã dự báo lượng mưa dưới mức trung bình trong tháng 6, với gió mùa dự kiến sẽ tăng muộn hơn. Tuy nhiên, trong cả 4 tháng của mùa, IMD đã dự báo lượng mưa trung bình, mặc dù có thể hình thành hiện tượng thời tiết El Nino. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của HCT ngày 9 tháng 6. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.